Sang chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog tiếp theo của Sang nha mọi người. Thì buổi chiều hôm nay mọi người, trời nắng rất là đẹp luôn. Nên là Sang sẽ dẫn mọi người đi xuống sông bắt ốc nha mọi người. Cái mùa này á, tầm giờ chiều khoảng cỡ 5 giờ như thế này á, thì nước sông nó bắt đầu nó cạn dần á mọi người. Mình xuống đó mình đi men theo bờ, mình bắt mấy con ốc mỡ về luộc ăn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ Sang với mọi người sẽ xuống đó và Sang chỉ cho mọi người mấy con ốc ở dưới sông. Sang với mọi người sẽ đi giữa cái bờ ven cái bờ sông mọi người. Chiều á thì nước nó rút rồi, mình đi giữa cái bờ sông mà mình bắt ốc nha. Ốc ở đây thì nó cũng khá là nhiều, nó lồi lên khá là nhiều mọi người. Nãy giờ Sang bắt được mấy con đây nha. Để Sang cho mọi người xem nè. Đó, ốc này mọi người mình về mình ăn rất là ngon luôn á. Ốc này là ốc ở sông nha. Ở quê Sang á, Sang hay kêu, hay với lại anh của Sang hay kêu đây là mấy ốc hở mọi người. Đó, mọi người nhìn đã. Để nó ngon lắm nha, mình về mình rộng một buổi là mình có thể ăn được mọi người. Ở đây hình như có hai con đầu tiên nè, đây nè mọi người, đây một con này, đây một con này. Ốc này á mọi người để ý một tí, tại vì nó nắp hơi kỹ, mấy con này thì nó cũng dễ bắt rồi á, có nhiều con nó nắp kỹ lắm mọi người. Mình lựa mấy con bự bự mọi người, bắt sướng lắm. Đây nè, đấy, mình để tiếp nha. Một con mọi người, nó núp kỹ lắm. Đó, nó núp ở trong mấy cái hốc mà mọi người. Chỗ này một con nữa. Đây nè mọi người, hai con nha. Nó nằm phía trong mọi người nè. Mình đi theo ven cái con sông này á thì mình bắt nó mới được nha. Nó hay nằm ở trong hốc lắm. Đây nè. Ui, đã chưa? Đây mọi người. Đấy. Ở ngoài sông mọi người, ngày xưa thì sông nó sạch rất là sạch luôn á. Đó, nhưng mà bây giờ thì sông nó người ta hay xả rác ở ngoài bờ sông á, nên là nó sẽ không có được như ngày xưa, nên là ốc á mọi người nó cũng bắt đầu ít dần rồi nha. Chứ ngày xưa này Sang nói chứ, đi một chỗ tầm có 1 mét vuông hả là có phải chục mười mấy con ốc luôn mọi người. Đây nè. Yes. Đây mọi người, con tiếp theo nè. Đó, ngày xưa thì nó nhiều lắm, bây giờ thì nó cũng ít dần rồi, tại vì bờ sông nó bắt đầu người ta xả rác nhiều mọi người, nhiều lắm. Con tiếp theo đây mọi người ơi, đó nó nắp kỹ lắm, đây nè. Nước rút lại mới bắt được nó nha, chứ còn mà nước mà không rút á thì mình mò nó không có ra mọi người. Lượm đây mọi người, ôi trong đây mấy con luôn. Để xem đi vô sâu sâu đây. Đây con nữa nè, hai con nha. Mọi người coi ốc nó đu ở trên cây một lần 3 con luôn mọi người. Nhìn thấy ham không? Đây nè, để Sang bắt cho mọi người xem. Ui, ồ 2 con chứ không phải là 3 con. Đó. Thường cua thì nó có thể làm tổ ở trong hang mọi người. Ngoài ra thì nó lựa mấy cái thân cây rỗng như thế này nè. Nó chui vô đó nó ẩn nấp mọi người. Nhiều lắm, ở bên bờ sông này thì quá trời luôn. Đó, một con mọi người, con này hơi bị to nha. Đó, trên đây nữa nè. Có chỗ hả nó nằm theo chỗ 3-4 con 4-5 con rồi. Đó 2 con luôn mọi người, sướng. Đây nè, đó mày tưởng mày núp mà tao không thấy hả? Đây mọi người, à chạy đi đâu đi gì ơi, trong đây nữa mọi người. Ở trong đây có 3-4 con luôn, 4-5 con luôn đó mọi người, thấy không? Trong này nè, đó đu bám nhau. Ôi trong này có mấy con bự bự không mọi người. Ui, đây nè. Mày hả? Đây nữa. Ui quá đã. Ui 4 con nha. Ngày xưa mọi người, ở sông này nè Sang hay bắt ốc nè. Ngoài ốc á mọi người thì còn có trai sông, rồi nhiều khi người ta cào tôm cào tép dưới đây rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ thì ngày càng ít dần mọi người. Người ta xả rác rồi nước sông nó có phần nó ô nhiễm bớt rồi đó. Đó, nên là nó ít dần đi, nó không còn được nhiều như lúc trước nữa mọi người. Đó thì mọi người cố gắng đừng có xả rác nha, để sông nó còn có sạch sẽ để mình bắt ốc đồ sinh vật nó còn sống nữa nha mọi người. Đây nè mọi người, đấy quá đã luôn. Ốc này mà mọi người đem chấm mắm gừng á, ôi ăn ngon nhức nách luôn. Chấm mắm gừng mọi người luộc bỏ thêm tí xả nữa, tuyệt vời, perfect. Đấy. Ui, ai quá đã. Đây nữa nè.
Đấy, nó nứt kỹ lắm. Ui, ốc này ăn ngon mọi người. Mọi người ngâm nước qua một vài tiếng hồ hoặc là nửa ngày mọi người. Xong rồi mọi người luộc lên, mọi người bỏ tí xả vô. Rồi kèm theo một miếng mắm gừng á, ôi chấm ăn nhức nách luôn. Đây nữa nè. Đấy, ngon lắm. Đây mọi người. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy buổi chiều ở quê Sang nó có đẹp không mọi người? Đó, ở chiều thì hai bên bờ sông nó rất là đẹp luôn nha. Đó, mặt trời thì bây giờ nó lặn bớt rồi. Đó, ở hai bên bờ sông buổi chiều thì nó bình yên lắm mọi người. Nếu mà mọi người có cái cảm giác mà bị stress á thì mình ra sông hay là về ở những cái khu như thế này mọi người, rất là đã luôn. Nãy giờ thì thành quả của Sang với mọi người được nhiêu đây nè. Sang quay cho mọi người xem nè. Đấy, nhiều lắm á nha, nhiều đây là cũng phải mấy chục con á, ăn rất là đã luôn á. Theo với mọi người đi một tí có tầm 15 phút mọi người mà được mấy chục con luôn. Thì mấy nãy như Sang nói á, mấy con ốc này chắc Sang sẽ về rộng nha. Đó, rồi mình có thể là làm cái món gì đó để Sang với mọi người cùng thưởng thức luôn. Đây là mấy cái con ốc mà hôm qua Sang với mọi người bắt ở dưới sông mọi người. Sang đã rộng nó qua một đêm rồi để cho nó nhả sình ra nha. Đó, bây giờ thì mình đem ra mình rửa sạch rồi mình hấp xả mọi người, chấm nước mắm gừng nha. Rồi Sang mời mọi người thưởng thức luôn. Rồi mình cho một lớp ốc bên ốc mỡ mình bắt ngoài sông hôm qua lên đây. Đấy, để xíu nữa mình hấp cho nó ngon mọi người. Đấy, mọi người nhìn có hấp dẫn không? Đó, rồi cuối cùng á thì Sang với mọi người sẽ cho một cái mấy cái cọng xả này nè lên trên mặt. Đó, ôi cho thêm ít nước vào nữa mình luộc luôn mọi người. Bây giờ mình mang ốc bắt lên lò nha mọi người. Đó, ui mọi người nhìn nè, thấy có hấp dẫn không? Ốc nó chín rồi nha. Đó, bây giờ Sang với mọi người sẽ vớt ra một cái rổ là mình ngưỡng thức luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn nè, ui đã quá, cho ra rổ thôi mọi người. Đấy, không biết mọi người đã thử cái món ốc này thôi chưa nha. Tại vì ở ngoài quán đồ á thì nó rất ít là có cái món ốc này để ăn mọi người. Sang với mọi người sẽ ăn kèm với một ít mắm gừng nha mọi người. Món này thì Sang có làm một ít mắm gừng nè. Đó, chín rồi nè mọi người, chín rồi nè. Đấy, ngon chưa? Đó, mình ăn hết cũng được, rồi mình bỏ bớt cái phần dưới mọi người. Đó, phần ruột dưới nhẹ nhẹ thôi, còn nhiêu mình ăn nè. Đấy, xin mời mọi người nha, chấm hay chưa? Ui, đây nè mọi người, chúc mọi người buổi trưa ngon miệng luôn nha. Đó, em thấy sao? Ngon lắm nha. Món ốc này hơi bị ngon luôn ấy mọi người ơi. Đấy, đây nè. Đó, mình cậy bớt cái mày này ra nha mọi người, ở trước này nè. Đấy, ốc này ở ngoài quán rất là ít luôn, hầu như cũng không có mọi người, nên ăn rất là ngon. Chấm vô. Thèm quá mọi người ơi, mời mọi người luôn nha. Ốc này có nhiều ăn ngon lắm mọi người. Đó, chấm chưa? Quá đã luôn. Ngon lắm. Chắc bây giờ Sang á mọi người, hôm nay Sang review cái món này cho mọi người xem luôn. Chắc bây giờ Sang sẽ kêu mấy đứa nhóc ở trong nhà Sang á ra thưởng thức cái món này luôn nha. Thì Sang cũng cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Sang nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video này giúp Sang có nhiều động lực hơn ra video mới nha. Hẹn gặp mọi người ở clip lần sau nha. Bye.